Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Gala lễ hội mùa xuân có tiêu chiến với Nhất Bác, GF Boys không đủ 3 người Với Nhất Bác và tiêu chiến có xuất hiện cùng sân khấu Gala lễ hội mùa xuân bây giờ thực sự đã trở thành một cơ hội để mọi người săn đuổi các ngôi sao. Nhiều người không tập trung vào chương trình, sẽ ra sao mà hầu như chỉ tập trung vào việc khách mời nào được chọn. Tên của Tiêu Chiến đã xuất hiện trong danh sách online của gala mùa xuân, với nhất bác cũng là một trong những khách mời trong danh sách. Cũng giống như Tiêu Chiến, anh được công chúng biết đến nhờ Trần Tình Lệnh và anh cũng là một anh chàng đẹp trai thu hút nhiều người hâm mộ bởi thực lực của mình chứ không đơn thuần nhờ nhân sắc. Vì tên của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã cùng nhau xuất hiện trong danh sách trực tuyến của gala lễ hội mùa xuân, nên những người hâm mộ khắp bộ cũng rất phấn khích sẽ tuyệt hơn nếu họ có thể cùng đứng chung sân khấu. Tuy nhiên, một số người không muốn hai người họ bị ràng buộc với nhau. Ngay cả khi có thể đi đến gala lễ hội mùa xuân, xác suất được đứng trên cùng một sân khấu, ước tính là rất nhỏ. Tin tức về ba chàng trai TFBOYS luôn gây sốt bởi lượng khán giả hâm mộ bán nhóc này quá nhiều. Bây giờ cuộc hẹn 10 năm của TFBOYS sắp đến và sau quá trình phát triển của họ, càng ngày càng có ít cơ hội để họ kết hợp với nhau. Trong danh sách lần này, tên của hai thành viên chị Boys xuất hiện, đó là Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải. Đây là những người đang phát triển theo hướng diễn viên. Người không có tên trong danh sách là Vương Nguyên, nhìn TF Boys thiếu một mẫu, trong lòng fan cảm thấy rất tiếc nuối. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.